Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về 6 đặc trưng tính cách của nữ cung Kim Ngưu. Một cô gái cung Kim Ngưu luôn khiến cho những chòm sao khác ấn tượng bởi sự mạnh mẽ và cá tính của cô nàng. 1. Kim Ngưu khỏe, mạnh mẽ và khá dữ dằn. Họ là những con người vô cùng mạnh mẽ và điều này khiến người khác chú ý đến họ đầu tiên. Những người phụ nữ Kim Ngưu có sức chịu đựng vô cùng phi thường. Họ có thể chịu những áp lực về cả thể chất và tinh thần mà không một lời ca than, oán trách. Càng khó khăn gian khổ, họ càng kiên trì, bền bỉ và kiên cường trước phong ba bão táp của cuộc đời. Họ sử dụng sức mạnh và lòng can đảm đấu tranh cho những gì họ tin tưởng. 2. Kim Ngưu có trái tim biết yêu thương, luôn bảo vệ và nuôi dưỡng tình yêu đó. Trong 12 cung hoàng đạo, họ yêu thương và vun đắp cho gia đình, cũng như những người họ yêu quý. Kim Ngưu luôn coi việc chăm sóc và bảo vệ gia đình, bạn bè là trách nhiệm của họ. Nếu ai đó nói gì không tốt hay làm gì ảnh hưởng tới những người họ yêu thương thì hãy coi chừng. Họ coi trọng tình bạn và rất trung thành, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn hoạn nạn. 3. Kim Ngưu sáng tạo và có năng khiếu nghệ thuật. Sự sáng tạo và khả năng nghệ thuật của Kim Ngưu rất đáng để chúng ta nể phục. Khi tất cả mọi người đang đau đầu nghĩ cách giải quyết một vấn đề, thì họ đang chìm đắm trong suy nghĩ để tìm ra phương pháp của riêng mình. Những cô nàng Kim Ngưu phù hợp với các công việc có thể phát huy sự sáng tạo và luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Không phải ngẫu nhiên mà họ được cho là có khiếu nghệ thuật vì được thần vệ nữ bảo trợ, Kim Ngưu có giọng hát hay và cũng có khiếu nghệ thuật. 4. Kim Ngưu có nét cá tính vô cùng quyến rũ, được bảo trợ bởi thần vệ nữ. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp, phụ nữ Kim Ngưu được biết đến với nét cá tính quyến rũ và không thể cưỡng lại được. Kim Ngưu luôn biết cách tạo ra không khí thoải mái, thân thiện mà lại rất tự nhiên. Dù đôi khi họ không giỏi lấy lòng người khác, với vẻ đẹp giản dị, không quá cầu kỳ kiểu cách nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, cô ấy là trung tâm của bất kỳ bữa tiệc nào. 5. Kim Ngưu rất đáng tin cậy. Người thuộc cung hoàng đạo này có thể nói là đáng tin cậy nhất trong các cung hoàng đạo. Họ luôn có những lời chỉ dẫn đúng đắn, đáng tin cậy cho bạn. Kim Ngưu phù hợp với những công việc đòi hỏi lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm cao. Họ luôn kiên nhẫn và suy nghĩ rất kỹ trước khi làm. Một khi đã quyết định thì họ sẽ không quay đầu lại, dù có phải chống lại cả thế giới. Kiên trì đến cùng, thực hiện điều mình muốn là bản chất của họ. 6. Kim Ngưu luôn là chính mình. Không giống như nhiều cung hoàng đạo khác, phụ nữ Kim Ngưu không bao giờ bị cho là giả tạo. Họ yêu bản thân mình, luôn thẳng thắn, thể hiện cái tôi cá nhân. Và thực tế là họ rất ghét những người luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Cho dù ai đó nói gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ không cố gắng thay đổi bản thân theo số đông. Kim Ngưu chấp nhận những gì họ có, sống theo cách mà cô nàng muốn và cũng mong rằng mọi người hãy sống là chính mình. Một cô gái cung Kim Ngưu quá tuyệt vời đúng không nào? Nếu bạn đang yêu một cô gái thuộc cung hoàng đạo này, thì hãy giữ tay cô ấy thật chặt nhé. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.